Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ chợ Thanh Bình nha. Đó, cái chợ nằm phía bên phải mình á. Cái này là của huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay mình sẽ đi từ chợ Thanh Bình này mình đi tới cầu Lộ Tổng. Ở ngã tư trước mặt, nếu mà bạn quẹo trái thì cái hướng đi về Tầm Du á, còn quẹo phải thì hướng đi về Mỹ Phong, còn đi thẳng thì hồi nãy là tới, mình nhớ là cái hướng đi tới chợ Ông Văn á. Hôm nay mình chạy một vòng phía ngoài cái chợ nha. Ở phía bên trái mình là ủy ban, đây là ủy ban xã Thanh Bình. Ở khu vực này mình thấy người ta trồng dừa với trồng thanh long rất là nhiều. Còn cái chợ này thì rất là bự luôn nha. Trong mấy cái xã vòng vòng đây mình thấy này là một trong những cái chợ là bự nhất luôn á. Có điều thấy buôn bán thì chỉ có được mặt ngoài thôi, chứ còn ở trong thấy cũng thưa thớt lắm. Giờ thì gần như là cái chợ này cũng vậy á. Buổi sáng thì bán đỡ đỡ được chút xíu, chứ còn đi giờ này của mình là thường thì khá là vắng. Mấy bạn nhiều khi thấy gặp toàn là người bán mà, chứ người mua chả được bao nhiêu người á. Đó, nãy ngoài lộ thấy còn nhiều, chứ vô đây là thấy đâu có khách khứa gì đâu. Còn phía này, cái dãy này là hàng quán đóng cửa hết trơn rồi. Nên vô đây mình thấy chỉ có mấy cái chỗ mà bán hàng, mà bán thịt cá, rau củ rồi thì nó đỡ. Này cũng như cái hàng bên phải mình nè. Chứ còn mấy cái chỗ bán tạp hóa hay cũng vắng que à. Thứ bảy chủ nhật thì nó đỡ đỡ được chút xíu nha. Chứ ngày thường thì nó thấy gầu lắm. Như lúc rài người ta bán, người ta hay bán dọc dọc ngoài lộ nhiều hơn. Rồi, ví dụ như bán ngoài lộ vậy nè, người ta khỏi thuê mặt bằng. Còn không thì bán ngày nào người ta trả tiền ngày đó, nó cũng khá là tiện nữa. Nó cũng như rau củ mà sát lộ vậy nè, các bạn chỉ cần tấp xe cho bạn mua thôi. Chứ còn vô chợ nhiều khi mấy bữa đông phải gửi xe nữa. Giờ mình sẽ chạy cái hướng lên cầu Lộ Tổng nha. Cầu Lộ Tổng thì nó nằm ở bên xã Lương Hòa Lạc, cũng là của huyện Chợ Gạo luôn. Cái đường này mình chạy dọc cái bờ kênh, mà phía bên phải mình có cái bờ kênh nè. Nước này xanh lét ha. Nước này mình thấy chắc dùng để tưới cây thôi, chứ để ăn uống là chắc thất bại rồi. Ở nước cạn thì nó vậy nè, còn nếu mà nước lớn thì nó sẽ đục đục chút xíu, tại vì nó có phù sa thì nó nhìn cái màu nó tươi tươi được chút xíu. Nhưng mà giờ dưới quê thường người ta xài nước bung tên không mà, uống thì người ta xài nước bình. Chứ còn nước vậy thì dùng để tưới cây hoặc là cho bò, cho dê đồ uống thôi. Ở đây vòng vòng bạn thấy đó, dừa rất là nhiều nha. Có thanh long nữa, nhưng mà khúc này mình chưa gặp. Là phía bên trái nè, đang trồng nguyên cái vườn dừa luôn nè. Cái dừa này mới trồng à. Nó lúc rồi chạy hay gặp mấy cái anh bán giỏng lắm. Giá giỏng với xào đồ rồi. Bên mình cũng có mấy anh cứ chạy gặp hoài. Hoặc là bán nghêu, bán bánh bao. Lúc rồi cái dạng buôn bán mà người ta gắn lên chứ không đa, người ta chạy người ta bật lo là bình thường. Bên trái mình có mấy cái cây bông trang nè. Ta làm cái dạng cây thông nè, nở rất là đã luôn. Còn cái nhà phía sau thì khỏi nói nha. Khu vực này bạn thấy có nhiều căn nhà máy hái rất là đẹp. Ở Thanh Bình thì mình thấy có trồng thanh long cũng nhiều nữa, nhưng mà có dừa. Dừa với thanh long mình thấy chắc dừa nó ít hơn thanh long một chút mà. Hoặc là trồng cỏ. Thỉnh thoảng thì có gặp trồng bưởi nữa, nhưng mà cũng ít không nhiều. Thường là dừa với thanh long là nhiều. Hoặc là chăn nuôi bò. Mấy cái chỗ nào bạn thấy trồng cỏ là thường có nuôi bò hết trơn à. Nè bên trái mình vườn thanh long nè, mà đều cỏ quá trời. Lúc này thanh long nó rẻ nên mình thấy nhiều vườn người ta cũng bỏ cho cỏ mọc nữa. Bên phải mình đang trồng mấy cây dừa nhỏ nhỏ nè. Người ta hay trồng mà dọc bờ kênh nhiều lắm. Chỗ này thì trồng ba cây kiện. Nhưng mà hay mấy cái lưới đen đen á, là mấy cái bầu vê á. Lúc gà thì trồng kiển người ta hay xài cái loại đó lắm. Nè bên trái anh có căn nhà máy thái rất là đẹp luôn nè.
Đó, mình thích những cái căn nhà mà ngói đỏ đỏ vậy nè. Thường thì là tôn giả ngói thôi, chứ ít có nhà nào mới cất mà lợp ngói lắm. Ở bên trái là nguyên giường đủ đủ luôn. Ở đây thì giờ gần như là không có gặp lúa rồi. Giờ gần như là mình thấy ở chợ gạo mà ruộng lúa thì nhân lên ruộng thanh long hết trơn à. Còn không thì lên đất trồng dừa, trồng bưởi đâu. Khúc này có trồng thanh long nha, nhưng mà thường nó nằm khuất ở phía sau á, nè cũng như phía phải có nè. Nhưng mà bị cái hàng cây cặp bờ kênh nó che mất tiêu rồi. Thanh long thì lúc rày thì mình thấy nó đang ra đọt chứ nó ra bông là nhiều. Để hồi chạy ngang coi có chỗ nào người ta mắc bóng đèn mình quay cái chỗ đó cho bạn coi. Tại lúc rày thanh long giá nó rẻ quá nên người ta xông đèn cũng ít nữa. Với lúc trước thì mình thấy gần như là chạy ngang thì gặp vườn nào ta cũng xông á. Thường thì xông đèn thì chỉ có mùa nghịch người ta mới xông, hay nghịch vụ người ta mới xông. Nhưng mà bây giờ mình thấy người ta muốn xử lý cho nó ra bông á, là người ta xông hết. Là cũng như bên trái nè, đang mắc dây nè. Nó thấy mấy cọng dây điện màu xanh á. Chỗ này thì chưa mắc bóng đèn, cái hướng bên phải mình này có mắc một ít bóng đèn rồi. Ở cái góc này người ta thường phủ rơm với phân bò. Này, cái vườn này người ta chăm sóc nè nên nhìn thấy không có cỏ. Còn nhiều vườn mình thấy bỏ hoang á, cỏ nó mọc tùm lum hết trơn à. Có khi là rau muống nó mọc nó trùm lên luôn cũng có nữa. Mà xong thường là xong khoảng chừng nửa tháng nha. Tùy vườn có thể là 12 tới 15 ngày. Xong như vậy thì nó sẽ ra bông. Không đi nhiều mùa hựng mùa nghịch gì, giờ mình thấy người ta nếu mà muốn cho nó ra sớm hoặc là muốn đúng thời đúng vụ đó, canh đúng thời gian thì người ta cứ xong thôi. Nên giờ gần như là mình thấy thanh long thì nó có quanh năm mà. Còn lúc trước thì năm mà có một vụ hoặc là hai vụ nếu mà có xử lý. Còn bây giờ thì gần như là nguyên năm mà lúc nào cũng gặp đó. Nhưng mà những cái lúc mà nghịch vụ thì mấy bạn bán thì giá nó cao hơn. Còn vô vụ thì giá nó khá là rẻ. Thì cũng như mấy cái trụ bên trái mình nè, người ta bỏ trống luôn. À, cái này mới trồng lại. Lúc lại mình thấy nó trồng thanh long, người ta có để mấy cái manh bao, người ta cắt manh bao chừng khoảng chừng một gang tay, người ta để dưới gốc á, cái người ta nhét cái thanh long vô, cái người ta bón phân đồ vô trong đó rất là tiện luôn. Thường thì trụ thanh long mình thấy người ta xài trụ vuông là nhiều. Thỉnh thoảng thì có gặp một số chỗ hay có trụ tròn đó, nhưng mà trụ tròn mình thấy rất ít, thường là trụ vuông là nhiều. Với lúc rày có thêm cái kiểu trồng thanh long, người ta trồng sát sát nhau cũng nhiều lắm. Còn mấy bạn chạy dọc lộ mấy bạn thấy mấy cái nhà mà dừa bự bự đó, là thường mấy cái dừa thanh long không mà, hoặc là mấy cái chỗ mà bán phân thuốc bảo vệ thực vật đồ thì mấy cái đó thì bự thôi. Mình chạy dọc lộ thì bị vướng mấy cái nhà với mấy cái cây nên nhiều khi mấy bạn nhìn thấy ruộng vườn nó không có rõ lắm. Nhưng mà nãy giờ chạy khúc này mình thấy toàn là nhà đẹp đẹp không à. Ở bên trái mình có nguyên cái dãy giống như là cho thuê trọ nhưng mà thấy đâu có ai ở gì đâu. Bên trái là nguyên vườn thanh long nó mới ra đọt à. Thường thì nó ra đọt rồi nó mới sẽ ra bông nha. Ra bông thì mình thấy chừng một nhánh người ta để chừng một bông à. Một cây thì chắc chừng 15 hoặc là 20 bông thôi chứ không có nhiều. Nếu mà ra nhiều quá người ta lãi người ta bỏ bớt. Không riêng gì trồng thanh long, có một số thì người ta có trồng rau màu nữa. Ví dụ như trồng ngò, trồng hành, bầu, bí mướp đều cũng có. Nếu mà chạy dọc lộ mà có thấy thì mình sẽ giới thiệu cho bạn coi. Chứ bình thường thì thấy dừa với thanh long là nhiều, hoặc là cỏ đây.
Còn quán xá thì dữ lắm, mày lâu lâu gặp chỗ bán tạp hóa hoặc là bán bia nước ngọt đâu, hoặc là mấy cái nhà dừa đâu. Nếu còn quán xá thấy rất là vắng. Đây, cũng như bên trái mình, người ta đang chở hành long ra xe nè. Đó, hành long ở đây thường thì vô ta vô bội không à, nhớ vô cần xe tre. Còn xe qua lâm thì nó chở khoảng chừng 12 giỏ vậy. Cái đó là sẽ đưa lại những cái dừa lớn. Dừa lớn xong rồi nó vô những thùng container nó đi. Gần như mình thấy trong mấy cái nhà dừa thì chỉ có nhà dừa thanh long là bự nhất à. Còn mấy cái dừa trái cây kia toàn là nhỏ nhỏ không à. Là bên trái mình cái ruộng thanh long này nó hơi già rồi nè. Thường thì ruộng già thì người ta sẽ cắt bỏ, người ta trồng lại cái mới. Mà trồng lại thì cũng năm mấy, gần 2 năm nó mới có trái. Mình nhớ cái đó mình đi cái khúc mà giáp với Long An á, mình thấy có nhiều ruộng thanh long người ta trồng ba cái 10 giờ ở dưới gốc á, nhìn khá là đẹp. Còn không thì có một số chỗ thì người ta xen trồng hành vô cũng có nữa, mà ở đây không thấy gặp. Còn dừa thì gần như là toàn là dừa mới trồng á, mà dừa tơ mà. Thanh long mà lúc này mình thấy bán dọc lộ rồi có chừng 7.000, 7.500 ký. Còn dừa mà nếu mà dừa sim thì được chừng 4-5 ngàn à. Dừa mà nó gọt sẵn rồi đó thì mình thấy nó bán 6.000 trái. Còn nếu mà vô vườn mua thì đâu có tới giá đó. Chừng 2 phần 3 là dữ lắm à. Là phía bên phải mình là chùa Trường Quang à. Còn cái chùa nhìn mới toan luôn. Nhìn khá là hoành tráng. Giờ gần như là mấy cái chùa thì cái nào cũng đẹp đẹp không à. Ở bên trái mình là ba cái dừa người ta thu hoạch xong người ta để trước cửa nè. Cái này hồi xe qua lâm lại nó chở nó gom ra ngoài lộ lớn. Bên trái mình là đình Thanh Bình nha. Còn phía bên phải mình là trường mầm non. Ở trường này cũng mới xây cất lại nhìn rất là khang trang luôn. Ở chỗ này giống như là có cái chợ nhỏ vậy. Chợ nhỏ này chừng 5-7 hộ buôn bán cho mình thấy không nhiều. Bây giờ chỉ còn có tạp hóa với cà phê thôi. Còn mấy cái người mà ta bán dọc dọc lộ thì giờ ta dọn bớt này. Mấy cái chỗ bán thịt bán cá giờ mình thấy dọn mất tiêu này. Ở bên trái mình thì bán ăn sáng. Cái đường này nếu mà bạn quẹo trái thì cái hướng đi về ngay chỗ ủy ban xã Mỹ Phong đó nha. Ở mấy bạn có coi đường đó thì coi clip trước á, clip trước mình mới đi đường đó rồi. Giờ mình sẽ chạy lên cầu lộ tổng ngay chỗ xã Lương Hòa Lạc. Rồi mình về cái hướng ngay chỗ quảng trường. Nó lên khúc này thì nhà cửa bắt đầu thưa dần rồi. Mà dưới quê thì gần như là mấy cái chỗ mà gần trường học hoặc là gần chợ rồi đó, và ủy ban rồi thì nhà cửa nó đông đông, chứ còn xa xa nó thì khá là vắng. Ở bên trái mình là nguyên ruộng thanh long rồi nè. Ở hay ở giữa nó có hạ cái bình điện á. Nó thường ví dụ như ở dưới quê mình điện cũng yếu lắm. Ở dưới mình thì nhiều khi chừng 4 mấy 5 giờ mà bắt chừng 2-3 cái đèn là nó bị kim đồng hồ, là nó chạy giống như là trong trống vậy. Tại vì những cái chỗ mà xí nghiệp rồi đó người ta hay hạ bình điện lắm. Còn ở đây mình thấy nguyên cái vườn anh Long này khá là bự, người ta cũng hạ bình điện đó. Thường hạ một bình như vậy là bèo nhất, mình nhớ cái đó như là cũng 200-300 gì đó, 200-300 triệu quá nha. À, phía bên phải mình là cái chỗ này người ta nuôi vịt nè. Đó, có con vịt trống nó đang đè, nó gượng mấy con vịt mái. Thường thì người ta hay nuôi vịt, nuôi gà hoặc là nuôi bò đồ cũng sát bờ kênh nè. À, cái phân với nước thải rồi hay thả xuống đây lắm. Bởi vì cho nên giờ cái con kênh mà chỗ nào mà đông đông dân ấy, là nước nó đen thui à. Chỗ này thì dân cư còn thưa nha, nên không đến nỗi nào. Nó nhà phía bên phải mình thường phải bắt cây cầu mới qua bên đây được, tại vì nó vướng cái bờ kênh. Nên thường phía bên phải ít buôn bán, có buôn bán hay thường buôn bán bên trái không à.
Mà ở đây mình thấy bán là chắc cho vòng vòng dân trong xóm thôi, chứ người lạ thì rất là ít. Lâu lâu rồi gặp mấy anh đi mua trái cây, mua dừa rồi. Nó bên phải mình thấy nguyên cái hàng dừa luôn. Dừa bây giờ thì trồng chừng 2 năm là bắt đầu có trái rồi. Đó, khúc này thì gần như đâu có quán xá gì đâu. Mình đang có chỗ bán bia nước ngọt nè. Giờ thì quán xá cũng thấy rầu lắm. Mà thường thì bán những cái con đường này nè là người ta bán mặt bằng nhà không mà. Nên gần như là người ta bán rất là lâu. Chứ còn cái dạng mà lúc này mình thấy cái dạng mà thuê mặt bằng thì bán không bền. Nhưng mà ở đây thường là bán cho dân địa phương không. Mà bán ở dưới quê ngộ lắm, mà hay bị bán thiếu lắm. Mà không bán thiếu bán không được. Rồi bên phải ba cái hành long người ta dục người ta bỏ nè. Đó là mấy cái nhánh già người ta chặt người ta bỏ. Lên khúc này thì mình thấy gần như là dừa là thấy nhiều à, thanh long thì có nhưng mà ít lắm. Những lúc rày thanh long nó cũng rẻ nữa, nên nhiều người người ta bỏ trồng thanh long người ta đổi sang làm rẫy hoặc là trồng dừa đâu. Nó mà hé mấy cây dừa lùng lùng nhưng mà trái rất là sai luôn. Rồi bên trái có cái nhà khá là đẹp nè. Ở giờ du quê mấy cái căn biệt thự kiểu này gặp nhiều lắm. Nhiều khi ở dưới quê thì người ta ăn bữa đói bữa no nhưng mà cái nhà là hai cất là rất là hoành tráng, đặc biệt là cái mặt tiền á. Thậm chí là cất nhà xong mà nhiều khi mắc nợ hoặc là bán đất là bình thường. Ở bên trái mình thanh long này mới trồng nè. Ở cái này mình qua bên khu vực này là của xã Lương Hòa Lạc rồi nhé. Mà thấy nhiều nhà phía trước người ta chơi cái dàn bông, ở nhìn rất là đã luôn. Bên trái cũng có căn khá là đẹp đó nè. Bên phải cũng có nữa nhưng mà nó bị vướng cây, nhiều khi chạy không để ý mà không thấy. Còn bên trái thì sát lộ thấy rõ hơn. Giờ mà gặp nhà bạc tỷ là bình thường. Nó lâu lâu hay bạn gặp được mấy cái chỗ làm tóc, làm móng tay đâu. Còn sửa xe là nãy giờ gần như là không có gặp luôn. Vòng vòng đây thì mình thấy có cái chợ Bến Tranh hoặc là cái chợ Thanh Bình là nó gần nhất thôi. Bởi vậy ở quê thường đi chợ khá là xa, đi học rồi cũng vậy đó. Ví dụ như ở gần trường gần chợ không nói gì, mà ở gần ví dụ như giữa hai cái xã vậy đó, chỗ mà giáp ranh đó, là mấy bạn đi học rồi cũng bình luôn. Hoặc đi chợ cũng vậy đó, nhiều khi sáng đi chợ mà quên mua món rồi là xong phim luôn. Về chỉ có nước đi tiệm, nếu mà tiệm có bán. À, đi tiệm thì cũng phải ra lộ lớn vậy thì mới có. Chứ còn mấy bạn vô những cái lộ nhỏ nhỏ thì nhiều khi cũng không có bán buôn gì đâu. Bên phải em có mấy cây dừa lão nè, cái dáng rất là đã luôn. Hói dừa lão thường thì dáng nó sẽ cong cong quẹo quẹo, không khi nào nó thẳng á. Nó bị gió giật rồi đủ kiểu hết. Hút gà thì dừa lão cũng có nhưng mà ít lắm, thường người ta đốn hết trơn à. Tại vì mỗi lần hái rất là cực.
kêu người hái hơn người ta cũng ngán nữa. Mà này xe chở rơm mà. Thường thì rơm đó là để bỏ dưới gốc thanh long là nhiều, hoặc là cho bò cho dê ăn, cũng như nhiều người nuôi nuôi bò vậy đó. Bữa nào thì người ta lười cắt cỏ đó, người ta lấy ba cái rơm đó người ta cho nó ăn. Chứ bạn thấy đi cắt cũng mệt lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Một con bò một ngày nó ăn bèo nhất là cũng phải 20-30 kg rồi. Cắt cỏ phải có sức khỏe chứ không sức khỏe cắt đâu có nổi. Nó lên khu vực này mình thấy dừa nhiều. Thanh long nãy giờ cũng có nhưng mà rất là ít luôn. Thanh long thì các bạn đi cái hướng về xã Quân Long rồi á, hoặc là Thanh Phú Long rồi á, khu vực đó thì trồng nhiều, hoặc là tầm du rồi. Chứ còn cái hướng đây đi lên thì có nhưng mà rất là ít. Thỉnh thoảng thì mới gặp ấy. Thường thì gặp vườn dừa với vườn bưởi là nhiều, hoặc là trồng cỏ đâu không à. Nó cũng như bên trái nha, trồng thanh long nhưng mà phía ngoài là trồng dừa. Mà để thanh long người ta bỏ đóng đóng luôn nè. Bên trái mình thì cái ruộng này mình thấy người ta trồng dừa nè. Trồng dừa với trồng hành lá. Đó, bên trái là hành lá, còn sát bên là mấy cây bự bự là mấy cây dừa. Cái này giống như là cái ruộng thanh long cũ, giờ người ta bỏ, người ta đổi sang đầm rẫy với trồng dừa rồi. À còn phía ở giữa thì mình thấy có rau muống nè. Bây giờ người ta trồng đan xen vậy. Nói chung là kết hợp giữa cây dài ngày với cây ngắn ngày. Chứ còn không thì các bạn trồng ngắn ngày không thì rất là cực. Còn trồng dài ngày đó thì 2-3 năm mới có ăn. Bởi vì nên giờ thường người ta hay kết hợp vậy. Này bên trái thì toàn là cỏ không à. Lâu lâu các bạn thấy mấy cái bịch rác nè, người ta dục rác trộm nè, đây dục qua trời luôn. Ở này mới đốt xong rồi nha. Ở mấy cái chỗ mà mấy cái lùm cỏ, lùm cây gì không có người, không có nhà đâu đó, là người ta hay dục trộm lắm. Tại giờ đóng tiền rác thì ở dưới mình thì bèo nhất là cũng 80-90 ngàn diện tháng rồi. Còn nếu mà hộ kinh doanh thì nó lại giá nó nhỉnh hơn nữa. Nói chung là bạn rác nhiều thì đóng ít, còn nếu mà hoạt động rác ít thì đóng ít, chứ còn rác nhiều thường mấy hộ kinh doanh lại có khi đóng 100-200 là bình thường. Cũng như lúc trước nhà hàng của mình vậy đó, đóng hàng tháng là phải 2 triệu mấy. Bởi vì nhiều người ta ngán tiền rác đó, nên người ta dục rác trộm. Chứ giờ dưới quê nội tiền điện, nước, wifi, rác không là cả tháng là cũng gần cả triệu bạc rồi. Mà nhiều người ta làm đâu ra tiền đâu, người ta ngán. Ví dụ như thanh niên đó thì vô khu công nghiệp, hoặc là ở nhà làm vườn, hoặc là phụ hồ đồ, thì một ngày kiếm cũng được 200-300. Nhưng mà người già, người lớn tuổi ở nhà ta đâu có làm ra tiền đâu. Còn ốm đau bệnh tật nữa. Bởi vì nên nhiều khi người ta tiết kiệm được đồng nào đỡ đồng đó. Bởi vì nên lâu lâu mà thấy nhiều chỗ thì để các bạn cắm đổ rác. Và thường ở chỗ đó là một đống nghi ngút luôn. Thì lâu lâu thì người ta sẽ có người đi dọn. Thường thì tổ trưởng người ta sẽ tổ chức người ta đi dọn, người ta đi đốt. Thường là đốt là nhiều. Mà thấy mấy cái lùm cỏ nè, nhiều khi mận cỏ ra là thấy lòi ra. Còn không mà chạy dọc dọc lộ mà nghe cái mùi hôi là thường hay nói. Còn rác mà dục ở dưới kênh, dưới sông là bình thường. Các bạn đi mà đi ra mấy con sông lớn, lâu lâu gặp rác nó trôi cả đám luôn cũng có nữa. Nó nên chạy dọc lộ, bạn thấy mấy cái chỗ nào mà đen đen cháy cháy là mấy cái chỗ người ta đốt rác. Đốt ví dụ như đốt lá cây không có gì, đốt bao ni lông cái mùi nó kinh khủng. Nghe một hồi là nhức đầu chóng mặt luôn. Bên trái mình có vườn bưởi nè. Nó lên khúc này thì gặp bưởi với dừa nhiều rồi.
Mà hay chạy dọc lộ nhiều cái nhà người ta làm hàng rào nhìn rất là đẹp. Ở trong cái tao trồng cây cảnh rồi nó nở bông là nhìn phê luôn á. Cũng như lúc rày đi mà gặp gặp mấy cây bông giấy á, nở bông mà nhìn hết sảy luôn. Ở đây toàn là kiển không nè. Trồng kiển dọc dọc lộ vậy đó, có người thì người ta phải lấy dây xích người ta xích lại, còn không người ta phải rào lại, chứ không thì tối ăn trộm nó lại nó hốt. Nó còn những cái con lộ nhỏ đó thì mình thấy toàn là tráng bê tông hết trơn rồi, nên giờ chạy rất là tiện luôn. Ở đây cũng mới đốt rác nữa. Khúc này mình thấy có trồng mít nữa nha, nhưng mà thấy cũng dạng mới trồng đó mà. Ở chỗ này bán phân bón. Cũng như bạn thấy ở khu vực này nè, thì chỉ có làm nông chứ đâu có làm được gì đâu. Ví dụ như nhà sát lộ thì mở cái tiệm buôn bán, nhưng mà mình thấy bán cũng thấy rầu lắm. Ở đây chắc có bán phân bón hoặc là bán cây giống rồi thì được, chứ còn buôn bán mấy kia rất là hiu, hoặc là làm tóc, cắt móng tay đồ, uốn tóc đồ, là mấy cái đó là ở dưới quê hay gặp á. Nhưng mà giờ thì làm nông thường mấy bạn trẻ ít hay làm lắm, toàn là người trung niên với người lớn tuổi là nhiều quá. Mà các bạn trẻ là vì thấy cha mẹ ông bà khá là cực ví dụ làm nông á, nên nhiều người rất là ngán. Với thường thì đi làm xa nhà không ai quản, chứ ở nhà thì nhiều khi làm mà có ý kiến ý cò đủ kiểu á, cũng khó chịu nữa. Ở đây mình ra lộ lớn rồi nha. Cái này nếu mấy bạn quẹo trái thì cái hướng đi về quảng trường trung tâm á, là hướng về thành phố Mỹ Tho đó. Còn quẹo phải thì cái hướng đi về chợ Bến Tranh. Còn đi thẳng luôn thì mình thấy nó chạy cái bảng vô chùa. Ở đây mình sẽ quẹo phải nha. Mình chạy lại tới cổng chào, mình sẽ kết thúc clip. Có cầu lộ tổng hay nằm phía bên phải mình đó. Này giống như cái cống rồi. Giờ những cái con kênh mà nối liền sông lớn là đều làm những cái cống như thế này, để ngăn mặn hoặc là mùa khô hay nó giữ nước là để tưới tiêu rồi. Thường thì cái dạng mà qua Tết vậy nè là hay gặp nước mặn lắm. Đó, phía trước mặt mình là cổng chào của xã Lương Hòa Lạc nha. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.